vpgame.vn, số bạc nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào các bạn đến với channel của mình nha. Clip này mình làm về vị tướng đó là Á Rúng các bạn ạ. Thì đầu tiên mình khởi đầu ba con lính thú và mình sẽ sang check bùa hoặc là cướp bùa đối phương nhé các bạn. Thì rừng bàn bên kia là nạc rổ đấy, thì mình sẽ sang phá nhé các bạn. Thì không biết có ai ra hỗ trợ không. Thì Ngô không đang vào hỗ trợ, Superman vào hỗ trợ rồi. Nhưng mà những vị tướng tay ngắn này thì mình không sợ nhá, mình chỉ sợ những vị tướng tay dài ấy. Nhưng bây giờ mình cứ áp sát nó thôi. Ôi đông vậy, thích thích chơi luôn này, nó yếu máu rồi này, sợ cái gì, đánh mình có mất máu đâu. Thì mình chỉ sợ những vị tướng tay dài thôi, còn tay ngắn ở rồi có màng rồi, chiến công đâu dành cho Ngô Không rồi, thơm quá. Nhưng mà con bùa thì lại thuộc về Naga rồi. Rồi có hai màng rồi, mình có một màng rồi, bắt thằng này luôn này. Ôi không được rồi. Thì phá đó mình tốc biến tường bắt, nhưng mà ra nhánh tay của anh em ạ. Rồi thôi xong rồi, hai đội một rồi, bắt được thằng nào cái rụt này thì đẹp này. Thôi không bắt được rồi. Thì mình thả con thủ rồi, thì bây giờ mình không được hồi máu nhiều nữa nên sẽ mình về nhá các bạn. Thì phá chừng đó cũng là đủ rồi các bạn ạ, bởi vì thằng nào cái rụt mất rất nhiều thời gian để ăn bùa các bạn nhá. Rồi quỳ lén thôi bạn ơi, về đừng có thám. Ông quỳ lén này thám quá. Phá đỏ nó ở gần trụ rồi, mình mà lên được cái gì đâu. Ôi A Rúng sao không lên. Thôi mình định chạt mà sao thôi anh em ạ. Thì phá đỏ mình lên sao được nữa, nó gần trụ rồi mà mình lên nữa thì nó chạy về trụ làm gì. Bạn kia thám quá, bạn kia lên ăn con dơi rồi, lên ăn con rồng là đẹp rồi. Thôi không sao, thì trận đấu này thì bên mình... Ôi, đông vậy. What? Nổi áp sơ lim mình ra bả luôn anh em. Rồi, phá này có mạng. Có mạng. Hay quá, sơ lim ăn hay quá. Cái phá đó mình tưởng là mình ăn mạng, nó hay sơ lim ăn đấy càng hay nhá. Ôi, thịt thì chỉ chơi luôn, ngán cái gì. Tụi này đánh mình không mất máu anh em nhá. Rồi có màng này, rồi đẹp rồi. Ok, thì clip này mình sẽ lên cái lối trang bị cũng như là bảng ngọc cho vị tướng A Rúng này nhé các bạn. Đấy, thịt quắng luôn này. Nhưng mà mình mới được, rồi pha này có thủ khổ này nhá. Xích thằng này lại rồi. Chưa kịp xích anh em ạ, thì bảo lá của Carissi và cái chi bướm ảo của Carissi đã hạ gục được Naga rốt rồi. Thôi pha này không chơi được rồi, thám thế, slim thám của anh em ạ. Thì nói về vị tướng A Rúng này xíu á, thì trước các mùa trước thì cực kỳ khỏe nhá, nhưng mùa này thì cũng không được khỏe cho lắm nữa, nên các bạn khi đi phá rừng của nó thì nên chú ý nhá. Nếu mà có những vị tướng tay dài như Van Hến, Violet, slim hay những vị tướng nói sát sướng tay dài mình không áp sát được á, thì các bạn không nên cướp nhá các bạn. Còn những vị tướng tay ngắn như kiểu Naga rốt, nói chung những vị tướng đấu sĩ mà cân áp sát mới gây đám được mình á, thì không sợ nhé các bạn. Đầu game có thể 2-3 người chỉ cũng ok, còn mà những vị tướng tay dài thì các bạn không nên nhé, chạy ngay và luôn nhé các bạn. Ok, thì clip này thì mình cũng khá xanh sao rồi, ăn được 2 màng và hỗ trợ 2 màng rồi anh em ạ. Thì mình nếu mà có cơ hội ăn mà có cơ hội nhường màng cho AD thì mình sẽ nhường nhé các bạn. Rồi bây giờ thì xích thằng này lại nhưng mà không có gây đám anh em. Phí mất cái tốc biến. Mình tưởng sao lím lo so cơ khí nhảy lên gây đám được anh em. Nó hay là không gây đám được. Thôi rồi làm gì đấy. Ôi giá này kia. Ôi hơi làng anh em. Ôi bật thì lành bài phóng thân nhưng mà lấy mình hưởng anh em ạ. Khổ thế. Thì phá đầu mình tưởng bật thì lành bài phóng thân thì cho sao lím nó hay là lấy mình hưởng anh em ạ. Nhưng mà không sao, 1-2, đường trên đi bên mình hạ được 2 người rồi. Mình cố giữ cái trụ này nhưng mà khó đây anh em ạ, thả thủ sống rồi về thôi.
Cái pháo đó à, Slim hơi hơi hơi. Mình tưởng là cái lò xo cơ khí của Slim nhảy lên được để gây đam lên thằng Van Hến ấy. Nhưng mà không gây đam được. Thì mình đi khá trâu bò rồi nên là không sợ lắm. Mình trận đấu này thì cố bảo kê cho AD thôi. Thì Arum là một mẫu chất tướng bảo kê AD cực kỳ tốt nhá. Bởi vì khi các bạn giữ cái ulti ấy, thì nếu mà sát thủ đối phương lao vào áp sát Slim thì các bạn dùng nó khóa nó lại luôn nhé các bạn. Thì ở cái clip này mình sẽ mang Arum tốc biến nhé các bạn để khóa cái mục tiêu cho dễ các bạn ạ. Để combo là tốc biến và khóa ấy. Chứ các bạn tung cấp cứu thì đôi lúc không khóa được những cái SV tướng chủ lực ấy. Như trận đấu này mà mình khóa Van Hến mà có tốc biến thì cực kỳ dễ nhé các bạn. Rồi rồi, rừng mình lên gánh rồi, liều có mang không? Đấy, mục tiêu thì bắt Van Hến là đúng rồi. Bây giờ còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Rồi rồi, ứng thì khóa luôn này. Khóa thằng Toro luôn nha anh em. Cái mục tiêu bây giờ thì chả có ai nữa thì khóa thằng Toro, nhưng mà mình ăn màng anh em ạ. Cái phá đỏ thì khóa thì 50-50 đấy, đồng đội mình ăn màng thì ăn ứng ăn thì mình ăn thôi, bởi vì mình đang khóa mà các bạn. Bây giờ Slim lấy cái trù bạn ơi. Rồi nạc rồi đang làm gì đây này? Rồi rồi, bắt nào rồi, bắt đi lành bài phong thân cho con mít mình nhá. Ok, hay quá. Thôi bỏ bạn ơi, mình chạy thôi, chạy ngay vào luôn. Rồi rồi, hai đứa này cho gặp ngủ, hai đứa chế ra hai ngả, chứ không như ngủ không có nên vào. Rồi rồi, tốc biến. Hay quá, cái gì xí hất tung được. Hai đứa rồi cũng hai đứa song sót. Hai vãi. Ngủ không quá đâu, không biết đuổi ái cả, cuối cùng lượng lừa. Cuối cùng hai bên đều thoát thì mình có cái tốc biến mới thoát được, chứ không có thì nghe khó. Cười bắn ngục không phải. Thì về phần bộ trang bị mình bỏ dưới clip nhá. Còn về bảng ngọc thì mình cũng lên cho nó tánh nhá các bạn. Chứ mình không có lên cho nó sát thương phép đâu, bởi vì mình lên SP ấy. Mà mình lên sát thương phép thì khá yếu ấy. Thì ok, thì bảng ngọc vì tưởng Arum này mình bỏ dưới phần mô tả. Hoặc là mình nói luôn nhé các bạn. Thì ngọc đỏ mình lên cho nó là tốc đánh, máu tối đa và giáp. Ngọc tím đó là máu và hồi máu. Và ngọc xanh đó là giáp và giáp phép nhé các bạn. Thì khi này thì mình lên ngọc thuần tánh luôn các bạn, để việc bảo kê AD cho nó dễ ấy. Và khi mình khóa thì mình cũng có lượng đam nhất định, nên là đối phương sẽ chế trước mình nha. Cái pha này mình sẽ tìm mục tiêu khóa nha các bạn. Nhưng mà chưa thấy nè, thằng Toro thì vẫn đang thể hiện cái trâu bo của nó. Nó là rất chi là hù bạo. Rồi. Mà mình không khóa Toro đâu nha. Rồi rồi, thì bây giờ thì khóa luôn nè. Thì mình tưởng là không khóa Toro, nhưng mà thực chất thì tem bàn chết rồi và lá vào trụ rồi. Thì chỉ còn mình tô rố nữa thì để cho nó bớt cái sự hồ báo đi anh em ạ. Rồi pha này ngủ không? Tối bắt đi lành bài phong thân cho... Bắt đi lành bài phong thân cho ngủ không minh luôn nha. Thú sống này, nhưng mà không được rồi anh em ạ, về thôi. Ở một phương trời nào đó thì Naga rốt đã hạ được sơ lim minh rồi. Tem bàn đôi gơ gơ, tô rố. Toro thể hiện sư hổ bảo lao vào 4-5 người á. Khó chịu quá, giá. Ui, ra này hay thế. Nói về chất tưởng Arum một xíu nhé các bạn. Thì khi các bạn chiếu thứ nhất thì các bạn cứ khởi động ba con linh thú này nhé các bạn. Khi khởi động ba con linh thú thì vừa gây đám và vừa hôi máu cực kỳ lớn nhá. Còn khi các bạn thả thú sống rồi thì các bạn hãy chú ý nhá. Thì trong trường hợp nào thì các bạn nên thả thú sống cho hợp lý. Còn chiêu cuối thì thú khốn. Nếu mà đối mình mà ít máu hơn đối phương thì tuyệt đối không dùng cái chiêu cuối nhé các bạn. Bởi vì nếu mà mình dùng chiêu cuối thì mình cũng bị mất máu mà đối phương cũng bị mất máu á. Mà mình yếu máu hơn đối phương thì mình chắc chắn sẽ chết trước ấy. Nên là thú khốn thì rồi bắt thằng ngộ không này. Thì thú khốn thì chỉ dành khóa những vị tướng máu giấy nhé. Ngô không đâu, Ngô không chạy đấy kìa. Ok, thì trận đấu này tem mình chơi cũng khá tốt nhé các bạn. Thì mình chơi cũng ok đấy, hất tung toàn là trúng đấy. Cái pha này mình tốc biến bắt thằng này luôn này, gây đam đi em ơi. Tiếc thay là phá đỏ trù bắn cơ rí xì anh em ạ.
Mình khóa tưởng là khóa trụ gây đám vào mình thì thằng Văn Hiến phải chết, nhưng mà sao mà lại gây đám cơ rí xí anh em. Ok, lấy được cái trụ rồi, thôi đừng có tham quá bạn ơi. Rồi pha này này thì thằng 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 nào định lao ra đấy. Rồi tô rú. Rồi vẫn ngủ không làm gì đấy, ngủ không làm gì đấy, đánh mình không mất máu anh em ạ. Ná cái rụt này, ná cái rụt ra đây mình khỏa luôn này. Ok, tem mình thì vừa đẩy đường dưới và đẩy được đẩy đường trên nhá các bạn. Đường trên thì có lính rồi và lấy được trụ rồi. Thời Văn Hiến đi chết đấy nhá. Ôi bị túng này mình phải khóa nhá. Đấy, khóa ná cái rốt chỉ cần bay vào cái là khóa luôn á. Ok, thì trận đấu kết thúc ở đây của mình chắc kết thúc ở đây nhá các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Thì có ý kiến gì hay là những sai sót gì thì comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng khắc phục ở những clip tiếp theo nhá các bạn. Thì phần bình luận của mình cũng không được hay lắm đâu, thì mong các bạn thông cảm rất là nhiều. Thì các bạn yêu quý cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ thì cảm ơn các bạn rất chi là nhiều. Ok, cho các bạn đi trận này thì mình bất tử rồi anh em ạ.